Chào các anh các chị ạ, hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh các chị sử dụng máy hút chân không Mini DZ280. Đây là máy ứng dụng công nghệ của Nhật Bản ạ. Máy có hai chức năng hàn hút riêng biệt và em sẽ hướng dẫn kèm theo cái cuộn túi hút chân không, một mặt trơn một mặt nhám ạ. Túi có một mặt trơn một mặt nhám. Túi một mặt trơn một mặt nhám thì giúp cho việc hút được khỏe hơn và nó phù hợp với cái máy này ạ. Túi một mặt trơn một mặt nhám và dạng cuộn có ưu điểm là gì? Dạng cuộn thì các anh các chị có thể cắt tùy theo nhu cầu của mình, kích thước dài ngắn khác nhau. Ví dụ như thực phẩm của mình nhiều thì mình cắt ngắn, còn nếu mà nhiều thì cắt dài, còn ít thì cắt ngắn. Với cái túi dạng nhám này thì việc hút khí ra nó sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn ạ. Em sẽ hướng dẫn các anh các chị thực hiện luôn nhé. Em sẽ tắt cái này. Chúng ta cắt thẳng thì nó đẹp, còn cắt mà xuyên xẹo thì nó sẽ xấu và hút nó sẽ khó hơn. Đây, em đã cắt một miếng như thế này ạ. Nó sẽ hổng cả hai đầu đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiến hành hàn một đầu trước. Đây là chiếc máy DZ280 có chức năng hàn hút riêng nên là việc hàn này rất là đơn giản thôi ạ. Chúng ta mở máy ra. Chúng ta đặt cái mặt nhám lên trên và để cái miệng túi chỉ đến mép thành mép trong, cái miệng túi trùng với cái mép trong của thanh màu đen. Sau đây chúng ta đóng cái nắp lại. Chúng ta ấn cái nút hàn. Đây là nút hàn ở nút này. Trong quá trình hàn thì hai cái nút này nó sẽ nhấp nháy. Nó hàn xong thì nó sẽ tự ngắt đó. Chúng ta mở ra. Chúng ta mở hai bên này và chúng ta ấn cái nút màu đen ở giữa nhé. Đây ạ, nó đã hàn xong, hàn rất là đẹp. Chúng ta đặt túi thẳng thì nó sẽ hàn rất là thẳng và đẹp nhé. Sau khi hàn xong một đầu thì chúng ta sẽ cho thực phẩm vào. Hôm nay em sẽ hút cá khô nhé, cá chỉ vàng nhé. Nhiều các cái cơ sở bán các đồ hải sản nhé, như là mực hay là cá chỉ vàng hay là chả cá, chả mực, thì chúng ta mua cái này về chúng ta bảo quản và bán cho khách thì khách sẽ thích hơn, bởi vì là nó được bảo quản an toàn hơn. Đây là loại cá mà nó có đuôi và các cái răm răm ấy ạ. Nhưng mà anh chị yên tâm là cái túi này rất là bền và đảm bảo là không bị thủng và rách. Nếu như mà chúng ta mua những cái loại túi mà nó rẻ tiền mà nó mỏng thì chúng ta hút những cái loại thực phẩm mà có gai gai giống như cá khô hay là mực có dâu các thứ thì nó rất là dễ bị thủng. Mà nếu mà bị thủng thì không khí nó sẽ vào và cái việc hút của chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Vì thế nên các anh các chị nên lựa chọn túi tốt. Ở bên em thì là đơn vị phân phối chính thức của các cái sản phẩm đồ hút chân không. Thế nên là các anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với Minoco. Đây là em sẽ hướng dẫn, sau khi chúng ta cho thực phẩm vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành hút. Chúng ta để cái mặt nhám lên trên và mặt trơn xuống dưới. Chúng ta cho cái mép túi nó đi qua cái thanh màu đen. Lúc nãy chúng ta chỉ đưa đến cái mép trùng với cái thanh màu đen thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho qua vào một chút, khoảng 0,5 phân. Chúng ta đóng nắp lại. Chúng ta ấn cái nút hút này. Chúng ta muốn cho hút nhanh thì chúng ta giữ cái ấn cái thanh này xuống một chút và nâng cái túi lên một chút. Chúng ta ấn thì hút sẽ nhanh hơn và nâng lên thì chúng ta sẽ hút và cái sản phẩm nó sẽ đẹp hơn. Đây ạ, không khí đã ra hết. Sau khi hút thì nó sẽ đang hàn thì hai cái nút này nó sẽ nhấp nháy, nó tự động hàn luôn nhé. Chúng ta không cần phải ấn cái nút hàn đâu ạ. Sau khi hàn xong thì túi máy sẽ tự động ngắt. Em sẽ mở ra cho các anh các chị xem nhé. Đây, nó đã hàn xong và hút xong, đã kiệt hết không khí rồi và rất là cứng rồi ạ. Như vậy thì thực phẩm của chúng ta sẽ được bảo quản an toàn, không bị nấm mốc, không còn không khí bên trong thì không có vi khuẩn, nấm mốc sẽ không thể phát triển được và chúng ta sẽ bảo quản thực phẩm